anh Tiêu hồi thứ 71, Ngộ Không bị một thứ gì đó đè nặng không vùng vẫy được. Đến khi mở mắt ra, thì ra đó chính là Lôi. Lôi cũng đang say giấc đè lên người Ngộ Không. Thân thể Lôi quá to khiến Ngộ Không không thở được. Tề Chiếu đứng nhìn mà phì cười. Ngộ Không hì hục đẩy Lôi sang một bên, làm cho nó thức giấc. Vừa thức giấc là nó đã chạy tung tăng khắp nơi. Ngộ Không định đuổi theo, Tề Chiếu ngăn cản. Ngươi cứ để Lôi đi dạo đi, dù gì tốc độ của ngươi đuổi theo cũng không kịp. Cố làm gì? Nghe thế nên Ngộ Không dừng lại. Ngộ Không nhìn Tề Chiếu thần thái có vẻ ung dung tươi vui nên hỏi. Tề Chiếu, hôm nay ngươi có vẻ phấn chấn thế. Phải chăng ngươi đã nhớ ra được thảo nguyên này là ở đâu rồi đúng không? Tề Chiếu cười nhẹ. Đúng vậy, đây là Bình Nguyên Chí Tôn. Đi hết khỏi thảo nguyên này sẽ đến được Chí Tôn Trì, tầm 3 ngày nữa là đến thôi. Ngộ Không há hốc kinh ngạc. 3 ngày? Sao gần vậy? Ta nghĩ phải cách tháng nữa chứ. Đang trò chuyện thì Ngộ Không thấy thế giới bên trong Kim Cô Bổng có chút dị động. Từ ngày đến Hoàng Tuyền đến nay, Ngộ Không chưa từng dám mở cánh cổng bên trong thế giới Kim Cô Bổng, chỉ dám mở nhẹ một lần là lấy thiên bi ra, cho đến nay chưa từng mở lại vì sợ ảnh hưởng đến Kế Mông và anh Chiêu bên trong. Ngộ Không đã quá sợ thấy cái chết rồi. Nếu bây giờ mở ra không phải thấy hai người đó mà là thấy hai xác chết thì Ngộ Không sẽ suy sụp lắm. Nay thế giới bên trong có dị động, Ngộ Không đoán chắc là thiên bi đã quay về như Tê Chiếu đã nói. Ngộ Không liều mình mở ra một lần xem sao. Ngộ Không dùng thần thức chui vào bên trong dò xét thì ra thế giới này bây giờ đã trở thành một nơi tràn đầy tinh thạch. Có lẽ linh khí hệ thổ đã tạo nên những tinh thạch này. Trong này linh khí rất mạnh, Ngộ Không bước vào đây cảm như cả thế giới này thuộc về riêng của mình. Ở đây Ngộ Không có thể đứng một chỗ, chỉ dùng ý niệm là có thể rà soát được toàn bộ không gian. Bỗng nhiên Ngộ Không cảm nhận được hai dị động bất thường, là khí tức của hai người. Đúng, đó chính là Anh Chiêu và Kế Mông. Bọn họ không những đã hồi phục thương thể mà còn rất khỏe mạnh, tu luyện bên trong thế giới này đã đạt được đến cấp độ tam văn. Ngộ Không dùng ý niệm nói chuyện với cả hai, bảo cả hai hãy yên tâm trong này tu luyện và tịnh dưỡng, thời cơ thích hợp sẽ đưa cả hai ra ngoài. Kế Mông và Anh Chiêu cũng bất ngờ khi được gặp lại đại thánh. Nghe Ngộ Không nói vậy, cả hai cũng yên tâm mà chờ đợi. Xem xét mọi thứ đã xong, Ngộ Không thu lại thần thức trở ra ngoài. Vừa trở ra ngoài thì xung quanh không gian liền có một dao động nhẹ. Đó chính là sự cảnh cáo của Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền là một thế giới đặc biệt nhất trong tất cả các thần quốc. Bản thân nó có quy tắc và linh khí. Trừ những người được Nguyệt Nha Tuyền chấp nhận, còn lại tất cả sinh vật sống bước vào đây đều sẽ bị tiêu diệt. Ban nãy, để đi vào bên trong thế giới của Kim Cô Bổng, Ngộ Không đã hé ra một tí. Hoàng Tuyền có vẻ như cảm nhận được sự sống nơi đây, nên lập tức có một luồng khí thế ập tới. Cũng may, bên trong Kim Cô Bổng dày đặc linh khí nên có để che đi sự sống của Kế Mông và Anh Chiêu. Ngộ Không đem chuyện kể cho Tê Chiếu. Tê Chiếu trầm ngâm rồi suy nghĩ, bảo Ngộ Không hãy cẩn thận, có khi người chết không chỉ là Kế Mông và Anh Chiêu mà đến bản thân Ngộ Không cũng không giữ được mạng. Cả hai đang nói chuyện thì từ xa Lôi chở theo một tiểu cô nương. Tê Chiếu và Ngộ Không hốt hoảng và lo lắng, lại là một cô nương nữa sao? Nếu con bé này lại là công chúa thì có phải là đại họa nữa hay không? Tê Chiếu hỏi Lôi, cô nương này là bạn của ngươi à? Lôi lắc đầu. Vậy thì ngươi tìm cô ta ở đâu ra? Lôi vẫn lắc đầu. Tiểu cô nương trên lưng Lôi tuy nhỏ nhắn nhưng khẩu khí lại rất chững chạc. Thúc thúc, sao thúc không hỏi thẳng ta? Việc gì phải hỏi tiểu hồ ly? Ta là Thảo Mai, mọi người đang cần đến A Chí Tôn đúng không? Ta cũng vậy, bọn mình cùng một đường đi, sao lại không đi chung? Tê Chiếu không cảm nhận được sức mạnh của vị cô nương này. Ở Hoàng Tuyền, kẻ có thể ẩn giấu được sức mạnh của mình chắc chắn là cao thủ. Nếu đã là cao thủ muốn hạ Ngộ Không và Tê Chiếu thì không phải chuyện khó. Vị cô nương này vô tư vui vẻ, hòa nhã, lại không có sát ý, như vậy chắc chắn không phải là kẻ địch. Thảo Mai chỉ đường cho cả ba đi theo. Cũng may có Thảo Mai, quãng đường lại rút ngắn thêm một tí. Năm nay, nhiệm vụ mở ao Chí Tôn là của Lô Vương Thành và Chí Tôn Thành. Mỗi lần mở cửa hơn 100 triệu linh hồn tụ tập về đây để mong được thăng cấp. Nhưng chỉ có 3.000 người được chọn là có thể bước vào trong để thực hiện tế lễ. Bên trong ao Chí Tôn, ngoài 3.000 kẻ lục văn đến để làm tế lễ để lên được thất văn, thì còn rất nhiều kẻ bát văn bên trong đó chờ trực để làm thịt những kẻ xui xẻo không qua được tế lễ. Nói chung, nếu tế lễ thất bại thì cũng chưa chắc còn mạng mà đi ra. Cả 4 người đi đến một quán trọ ven Chí Tôn Thành. Tề Chiếu đến trước quầy nói với ông chủ quầy cần thuê phòng, vậy mà bị làm ngơ, không ai tiếp đón. Thảo Ma đi lên, ông chủ nhìn cô bé rồi vẻ mặt cũng khinh khỉnh. Thảo Ma lấy trong túi ra một lệnh bài nhỏ. Bỗng nhiên ông chủ mặt mày xanh xao lo lắng, cúi người khúm núm. Thảo Mai tuy nhỏ bé chỉ tầm 9 tuổi mà nói chuyện lại rất trịch thượng. Một ông lão trên 50 vậy mà phải khúm núm lo sợ. Thảo Mai nói, lấy cho bọn ta 3 phòng loại tốt nhất, mỗi ngày chuẩn bị đủ 3 bữa. Ngươi có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy ta nhỉ? Ông chủ sợ xanh cả mặt, chỉ dám dạ dạ, rồi dẫn cả bọn lên nhận phòng. Bước vào trong, Thảo Mai nhìn quanh căn phòng một tí rồi nói, ừ, cũng được đó. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng. Tê Chiếu ngạc nhiên hỏi, lệnh bài đó có ý nghĩa là gì? Tiểu nha đầu đó là đại nhân vật à? Ông chủ nghe thế liền lấy tay xá xá Tê Chiếu, vì Tê Chiếu dám gọi Thảo Mai là tiểu nha đầu. Ông chủ xoay lưng nhìn lại, cũng may là Thảo Mai không nghe thấy. Tê Chiếu có chút tò mò nhưng cũng chả quan tâm lắm. Ở vũ trụ này, khi còn sống, người ngang hàng hoặc hơn Tê Chiếu chỉ có mấy người. Có đại nhân vật nào mà hắn chưa từng gặp qua? Bản thân hắn cũng đã từng là đại nhân vật mà. Vậy là câu chuyện đến đây lại có thêm một nhân vật mới rất là bí ẩn, đó chính là tiểu cô nương Thảo Mai. Tiểu cô nương Thảo Mai này là ai? Có giúp đỡ được gì cho cả bọn để thực hiện tế lễ hay không? Hãy đón chờ hồi sau.
Mình xin nhắc lại là lịch phát sóng ở trên YouTube cũng không khác gì lịch phát sóng trên TikTok, đó là vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Nếu đây là lần đầu bạn ghé qua kênh thì hãy nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh nha. Nhớ tham gia group Neko và đồng bọn trên Facebook để được cập nhật thông tin sớm nhất. Vì có quá nhiều bạn hỏi về cách thức donate cho nên mình sẽ để cái thông tin donate ở đây. Hoặc là bạn có thể xem cái comment được ghim ở dưới nha, có thông tin để donate hết đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình cũng như bộ truyện này.